Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nha. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy lại cho mình một like, một cái comment và một chia sẻ nha. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Và bắt đầu thôi nào. Let's go. Đó thì mình khoe anh em tí, mình vừa mua một cái máy mới. À, một con lab mới anh em ạ. Mới cứng để mình lấy cho anh em xem ha. Đó. Ok, anh em thấy nó phê không? Ấy, đấy, MSI, MSI, con này giá tầm khoảng 20 củ anh em ạ, nó được giảm giá, cấu hình siêu cao luôn. Đó là chip i7 11800 và các màn hình là GTX 3050 anh em ạ. Con này là ngon nhất trong cái tầm giá rồi ha. Để mình vào cho anh em xem tí. Khoe cái đồ mới chơi tí nhờ. Đó. Cấu hình rất là ngon luôn ha. Chơi game thì chắc là mắc phê. Nó mạnh hơn cả cái con cây của mình đang hiện tại bây giờ. Rồi thì khoe thế thôi. Khoe tí thôi. Con này đẹp lắm anh em ạ. Con rồng đỏ. Vừa vào cái nó sẽ xuất hiện một cái hình con rồng. Rất là phê. Đó thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại với game này. Con lab thì mình sẽ khi nào mình đi chơi, mình đi du lịch thì mình ra mình đi làm edit video ấy. Tại vì mình làm cả TikTok, làm cả một rất là nhiều thứ đấy. Rồi thì thôi không cần nói gọi là linh tinh nữa, chúng ta sẽ vào trong cái nhiệm vụ xem có cái gì nhé. Rồi. Đây rồi, mình thích cái sự kiện này anh em ạ. Đó chính là sự kiện đảo bay nhá. Sự kiện đảo bay. Và mình khá là thích cái sự kiện này. Để mình gác cái chân này cho nó đỡ bị mỏi. Ok anh em, rồi chúng ta sẽ vào sự kiện đảo bay nhá. Sự kiện đảo bay này là một trong những cái sự kiện mình thích nhất anh em ạ. Tại vì là nó cho phép chúng ta lấy được những con rồng rất xịn. Phải nói như thế. Từ đó mình cho cái này nó cao cao lên. Anh em có thấy cái chân của mình không? Chắc không đúng không? À anh em thấy điện thoại mình đúng không? Mình đang chơi trên con iPhone 11 Pro Max anh em ạ. Chơi game trên iPhone thì cực kỳ là ngon. Mình cũng có một con Note nữa, Samsung Note nữa. Nhưng mà con đấy chơi bây giờ nóng lắm rồi. Mình cũng cài phải đến hàng trăm game vào trong cái con Note đấy rồi anh em ạ. Nhiều game dã man. Nếu mà nói về cái mảng game điện thoại ấy, thì mình làm rất là nhiều, mình biết rất là nhiều game ấy. Anh em muốn thích chơi thể loại game gì có thể bảo mình, để mình sẽ tìm cho anh em. Anh em có thể chơi từ nhập vai hành động, tới đua xe, thế giới mở 3D, giống GTA, giống Diablo, rồi nhiều lắm anh em, rất rất nhiều game mode các kiểu. Ok, chúng ta sẽ bay qua nào. À đúng rồi, mình có tạo một cái trang web để anh em có thể tải game mode nhé. Thì cái trang ấy tên là modegamehay.com nhé. Mình tạo được 2 ngày, tại vì mình làm bên lập trình ấy nên mình cũng biết tạo web luôn anh em ạ. Nên mình muốn tạo ra một cái trang để anh em có thể tải những cái game mà nó những cái file mod APK ấy, full tiền vun vàng ấy, để anh em đỡ phải cày ấy. Mà anh em đỡ phải tải ở đâu ra thì mình sẽ cho anh em xem cái trang của mình ha. Mình có thể cho anh em xem trực tiếp được ở trên cái điện thoại cũng được, hoặc là trên máy tính cũng có luôn ha. Đó, từ mình đi cái này đã. Chết rồi, quả này thì không thể chạy đâu rồi. 113 anh em ha. Rồi tôi có thể cho anh em xem được ở trên điện trên máy tính cũng được. Đây là cái trang, đây là cái trang của mình. Đấy. Ok. Đây anh em. Đây là cái trang lập trình trang game anh em ạ. Đây. Mode game hay này, đây là trang của mình nha anh em, không phải bất kỳ của người nào khác luôn. Đó, ok chưa? Tạo cái trang này thì cũng mất khá nhiều thời gian, xong rồi còn phải làm nội dung. Ví dụ như game Mr. Meat này, đấy, hôm qua vừa mới làm xong, làm nội dung này, file này, thì nó sẽ có tất cả là 2 link tất cả. Một là link của Google Play dành cho anh em nào không thích mod, hai là link APK. Rồi thì mình giới thiệu qua tí thôi, chủ yếu là khoe tí thôi. Ok, double đấy anh em. Và link của cái trang đấy anh em có thể tìm trên Google nhé. Anh em phải đánh chữ modegamehay.com ấy. Tại vì là cái trang này nó mới quá.
game gì đấy? Tân Ô Long Viện à? Game cái trang nó mới quá nên chưa được Google gọi là đưa lên cái trình tìm kiếm ấy. Nó phải chắc là vài tuần đấy anh em ạ. Tôi vừa lập khoảng 3 ngày mà, cách đây khoảng 3 ngày. Tân Ô Long Viện. Nhưng mà nói là một mình làm tất cả cái trang này thì không phải. Mình kết hợp với một người bạn của mình nữa, cùng hai người ra, cùng viết ra cái trang này. Ok anh em ơi. Rồi anh em, chúng ta sẽ bay qua cái cầu vồng này nhé. Bay qua nào anh em. Đấy, hợp lý phết rồi. Ok, bay qua cầu vồng nào bạn ơi. Ui, tí chết anh em ơi. Đấy. Rồi anh em ơi, bay qua, bay qua, bay qua. Quá là hay, quá là hài hước. Đây, mình đang đi lên trên đấy để tìm kiếm thêm nhiều thứ mới, mới mẻ. Đấy. Nói chung là làm về mấy cái web này cũng hay anh em ạ. Đi tìm game này, xong rồi viết bài này. Nó cũng là một cái thú vui. Xong rồi đi test game các kiểu ấy, vui phết. Mình đầu tiên mình đặt tên cái trang web nó là game thành nghe gì cơ, nhưng mà nghe nó hơi bị ngáo anh em ạ. Tôi cuối cùng là đặt mốt game hay. Đang mải nói chuyện với anh em cuối cùng là chết ngoéo luôn. Trời ơi, tôi sẽ làm 2-3 nhiệm vụ nhá. Cho thú ăn cũng như là Win League Battle và Breeding nhá. Cho thú ăn, Win League Battle và Breeding ha. Đây là 3 nhiệm vụ mình phải làm. Tôi làm xong cái clip này tôi đi ăn trưa cái. Đói, bây giờ đói dã man rồi, chưa ăn. Bây giờ hiện tại đang là hơn 1 giờ. 1 giờ bao nhiêu ấy. Thì cái phòng này của mình sắp tới mình sẽ làm một cái studio nhỏ. Đấy, mình làm studio nhỏ. Mình làm một số thứ, một số cái nội dung hay ho mà anh em có thể sẽ thay đổi. Mình sẽ cố gắng thay đổi để làm một số cái nội dung hay ho. Không còn như trước nữa. Đấy. Trước nó hơi đụt. Mình sẽ làm một cái studio quay kiếc, làm clip TikTok. Đấy, bây giờ dạo này mình đang hứng, rất là có hứng làm mấy clip TikTok anh em ạ. Ây, chà chà, đây rồi. Bạn ơi, đã lên 5 sao rồi, yes, đẹp chưa? Wow, không phải lên 5 sao rồi. Con Ice, con rồng băng giá ngàn năm tuổi của mình đã lên 5 sao anh em. Tuyệt vời đấy chứ nhỉ. Ôi chết rồi, còn một cái nhiệm vụ quên béo mất, đó chính là còn 3 giờ nữa mình chưa lên được rồi. What the fuck rồi. Còn tận đến 120 điểm thì lên kiểu gì nhỉ? Toang rồi. Ôi, cái con chính của mình đâu? Chết rồi anh em ơi. Cái con Heroic của mình nó đang ở đâu ta? What the fuck? Đến chịu luôn chưa? Tôi không biết là cái con đấy đang ở chỗ nào luôn. À, chỗ hit này, tấn công này. Tấn công phát nữa. Nhờn. Vào đi bạn ơi. Slash con. Ý, tí chết anh em ạ. Man. Hình như Dragon City này cũng có phiên bản mod này. Nhưng mà mod này chỉ là mod ấy thôi, không phải mod full vàng đâu anh em nhá. Mod là mod hình như là mod one hit. Nhưng mà chơi thế không vui. Mà mod thì không thể là chơi cái đích cũ được, mà anh em phải tạo một cái đích mới. Vì thế mình không chơi bản mod của Dragon City ha. Có mod full vàng thì tốt, đúng không? Nhưng mà không có. Thật ra là không có luôn. Ok, bây giờ phải đấm cái này này. Bây giờ phải đánh cái này này. Chết rồi. Quên. Mình quên mất anh em ạ. Mình quên mất là mình có một cái nhiệm vụ rất rất quan trọng. Đó là phải leo rank. Nó phải đấu arena, battle, các kiểu có đà điểu. Mình phải đấu cái này. Sorry anh em ha. Thôi. Hôm nay mà không lên được cái rank này thì đúng. Chết rồi. Bị ngáo rồi. Bạn bị ngáo à? Hay bạn làm gì mà bạn vẫn để con này ở đấy, đáng ép phải thay con boulder rồi đấy. Mà thôi không sao anh em ạ. Các bạn team nó cũng không có cái gì gọi là quá mạnh với mình cả. Mình cân hết anh em nhá. Mấy con này thì nó khá là yếu. Khá là dễ để có thể là cân bọn này nhá. Cái quả mic thì thật ra nó đang hơi cùi. Nghe cái giọng của mình nó ồm, nó không được trong ấy. Trước mình có một cái mic dài đây cơ, nhưng mà nó bị hỏng rồi. Mình mua lâu lắm rồi. Vừa mua con máy kia nên đang
chắc là phải mua con mic anh em ạ. Con mic anh em mà mua thì mình sẽ tư vấn cho anh em mua một con mic nó rất là ổn, mang tên là BM900, chỉ có 400 nghìn thôi. Cái giọng nó thu xong hát karaoke thì đã luôn. Với anh em mua thêm một cái sao cạc nữa đấy, thì thu bá cháy luôn, không cần phải mấy mic khoảng mấy củ gì. Mình mua đồ là mình mua đồ nó hợp với túi tiền đấy, giá nó hợp lý mà chất lượng nó vẫn tốt là ok, không nhất thiết phải nhiều tiền anh em ạ. Ví dụ có laptop mình chẳng hạn này, có hình cao thế đấy, mà mua chỉ có tầm 19 triệu mấy trăm thôi đấy. Và được giảm giá từ 25 triệu xuống còn 20 triệu, nó quá là hợp lý và nó gọi là mạnh nhất trong cái vùng cùng với phân khúc đấy rồi anh em ạ nhé. Rồi chúng ta sẽ tấn công thôi anh em. Stereo, oh yes, tấn công thôi anh em. 62.000 Auto hit tấn công luôn. Tôi đang bị sưng lợi vừa uống thuốc để đỡ sưng, chắc là nói nhiều quá có lẽ thế. Ngày làm đến chục cái clip cả short cả thường thì nó chả sưng. Mà sao dạo này view của cái video dài nó ít lắm nha anh em. Chắc là kênh mình nó đang phát triển cái video YouTube short ấy, video short ấy nên nó bóp cái tương tác kia vào rồi. Ngày xưa cũng ít nhất phải được tầm 10.000 mỗi cái clip Dream City, dạo này ít quá. Được có mấy trăm mấy nghìn này thì chẳng đủ chơi ha. Rồi. Ok, Master Line các kiểu là điều gì đấy đây, tấn công luôn. Mình không đổi anh em ạ, vãi cả nồi. Tôi cứ mãi nói chuyện với anh em mà tôi quên tôi không đổi rồi. Mà thôi kệ má đi. Nó không quá quan trọng đâu. Đằng nào thì mình cũng sẽ thắng thôi. Bọn này nó yếu mà. Các bạn là bọn rank cao thì nó đã lên hết rồi anh em ạ nhá. Nó đã lên hết từ lúc nãy rồi. Nên cũng không còn cái gì nữa. Chính xác. Claim. 5 năm 50 cứ thì hứa anh em là live stream nhưng mà lại đấy có thời gian live stream tối, xem tối tầm 9-10 giờ nếu mà rảnh thì mình sẽ ngồi mình live stream nói chuyện vui vẻ với anh em một chút đấy, kiểu thế nó sẽ hay hơn nhỉ. Một chuyên mục tư vấn tình cảm tâm lý gì đấy đây, căn bản là mình cũng không phải là còn trẻ, mình gọi là cũng 30 rồi nên mình cũng có hiểu biết một chút về cách tán gái hoặc là một vài thứ nó hay trong cuộc sống, trong công việc đấy, có thể được chia sẻ cho anh em. Như ví dụ mình mười mấy tuổi thì mình cũng không dám chia sẻ một cái đấy, nhưng mà mình cũng lớn 30 là cũng lớn rồi, bây giờ có vợ rồi đúng không, đây tôi còn chưa lấy vợ. 30 tuổi thì cũng khá. Nhiều YouTuber bây giờ thì cũng rất là trẻ anh em ạ. Cái thế hệ YouTuber mới rất là trẻ luôn. Mình là cũng già đấy. Chắc là hình như là anh nhớ anh Độ Missy như anh 8 mấy phải thì phải. Mình nhớ mang máng là như vậy. Rồi Sandstorm nhá, tấn công luôn ha. Con này là 120.000 máu á. Không thèm đổi luôn. Chất vãi lều. Mình lên được. Úi, thiếu một điểm. Thì ở đây tiếp anh em nhá. Rồi và chúng ta skill nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá trong những cuộc trò chuyện thú vị về sau nhá.